hai cây xanh mini này các bạn. Mình lấy một lô này còn có hai cây xanh duy nhất nè, bán từ từ đại hai giá luôn, giống như còn sót lại. Hai cây này mình thấy cái dáng là cũng đẹp thôi chứ không phải là xấu như là già cành. Dạ, cây này nếu bạn vô kẻ mấy bạn uống lại. Cây này nếu ba không được chắc tôi vô kẻ tôi uống mà tôi chơi luôn, quá rẻ rồi mà không thấy ai hỏi hàng. Cây này tôi giảm giá một lần nữa nha mấy bạn, cây này giảm giá hai lần tại cây này còn sót lại của cái lô này tôi đi mua. Cây này nếu uống ra nhìn cái cây nó cũng có duyên lắm. Hai cây này bữa mình bán 350 mà cũng thấy ai hỏi luôn này. Xanh đúng là hết thời rồi. Hết thời hoàng kim đó rồi. Thời hoàng kim của nó khoảng 10 năm về trước, hơn 10 năm về trước. Giai đoạn đó nhà tôi bán xanh cũng khủng khiếp luôn. Chứ mà xanh miền Nam á, chứ không có xanh Nam Điền Hà Nội nữa, mà bán quá trời mắc tiền. Thời đó huy hoàng. Thời đó hình như năm 2000 mấy là mình không nhớ, cũng lâu, mười mấy năm rồi. Nó huy hoàng mà, xanh huy hoàng, thời huy hoàng của xanh. Còn bây giờ xanh nó đã điêu tàn rồi. Hai cái này mình giảm giá nha mấy bạn. Hai cái này bán 350 ha. Hồi nào mình giảm giá bán hai cây 250 luôn, bao ship luôn mấy bạn. Bán cho anh em mua chơi giải trí thôi. Cây này mình nhìn cũng già, cây cũng đẹp đó nha mấy bạn, chứ không phải xấu đâu. Bán đại cho anh em mua chơi giải trí. Xanh này xanh lá liễu. Xanh Nam Điền cái lá nó ngắn hơn chút. Ngắn hơi tròn hơn chút mà nó cũng xoăn xoăn ngay cho mấy lá cũng giống. Lá cũng bạc bạc, nó có nói chung gần giống nhau. Xanh này kêu xanh lá liễu. Hai cây nha các bạn, giảm giá anh em mua thấy rẻ mua.